Ngoài tập luyện chăm chỉ, chế độ ăn uống khoa học cũng là một trong những yếu tố giúp ngôi sao bóng đá duy trì thể trạng ở mức tốt nhất. Sau đây hãy cùng khám phá chế độ ăn uống của 5 ngôi sao nổi tiếng làng túc cầu để hiểu vì sao họ giữ được phong độ ghi bàn liên tục như thế. Chế độ ăn uống của Lionel Messi. Để duy trì phong độ ấn tượng như hiện nay, ngoài tài năng thiên bẩm, tập luyện chăm chỉ thì Messi cũng tuân thủ chế độ ăn uống khoa học. Kể từ năm 2014, anh luôn tuân thủ theo tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng Giuliano Pous, người đã ngăn anh tránh xa đồ uống có ga và bánh pizza. Năm loại thực phẩm gồm nước, dầu ô liu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau tươi là nền tảng cho chế độ ăn kiêng của Messi. Cầu thủ này cũng cắt giảm việc tiêu thụ quá nhiều thịt, thói quen phổ biến ở Nam Mỹ và Tây Ban Nha. Một thông tin cho rằng Messi chỉ ăn ngũ cốc nguyên hạt với một số loại trái cây, rau cho bữa sáng. Bữa tối anh chỉ ăn gạo lứt và cá ngừ. Barcelona, câu lạc bộ Messi từng gắn bó 21 năm tiết lộ, công thức yêu thích của anh là gà nướng ăn kèm rau củ. Messi cũng cho biết anh rất yêu thích đặc sản Milanesa của Argentina. Đây là món thịt bò phi lê mỏng chiên giòn cùng vụn bánh mì. Trước đây anh từng thừa nhận khó khăn trong việc loại bỏ thịt bò khỏi chế độ ăn uống. Thay cho đồ uống có ga, Messi uống trà Ceba Mate, một loại đồ uống có chứa caffeine của Nam Mỹ. Ngoài ra uống rượu bị cấm hoàn toàn. Messi cũng từ bỏ pizza, một trong những món ăn yêu thích khác. Là một ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, Messi luôn ý thức được việc tự bảo vệ sức khỏe với chế độ ăn uống, luyện tập và sinh hoạt lành mạnh nhằm duy trì và kéo dài tuổi chơi bóng. Chế độ ăn uống của Cristiano Ronaldo. Ở độ tuổi hiện tại, hầu hết các cầu thủ đều đã giải nghệ nhưng Ronaldo vẫn ở đó. Nếu chiếu theo khoa học, điều này là hoàn toàn có căn cứ. Bên cạnh thói quen tập thể dục, ngủ và nghỉ ngơi, CR7 còn rất nghiêm khắc trong việc ăn uống để luôn đảm bảo thể lực tốt nhất. Siêu sao người Bồ Đào Nha thường xuyên có đầu bếp riêng, thiết kế thực đơn đặc biệt để anh luôn đảm bảo thể lực, sức bền cho mỗi giải đấu lớn. Khi chuyển sang Juventus hay Manchester United, CR7 luôn làm việc với đầu bếp, trao đổi về thói quen ăn uống, các món yêu thích của mình. Ở World Cup năm nay, đầu bếp của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng phải làm thực đơn riêng cho anh, tuân theo chế độ ăn giàu protein với nhiều carb từ ngũ cốc nguyên hạt. CR7 tránh tuyệt đối những đồ ăn có đường nên thay bằng trái cây, rau củ. Ronaldo từng tiết lộ thực đơn chi tiết hàng ngày của mình khiến nhiều cổ động viên bất ngờ. Mỗi ngày cựu cầu thủ MU ăn tới 6 bữa, gồm một bữa sáng, hai bữa trưa, một bữa phụ và hai bữa tối. Thực đơn của anh cũng rất nghiêm chỉnh, gồm những thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi, thịt ức gà, các loại cá giàu protein, đặc biệt là cá tuyết. Đối với Ronaldo, thịt gà là thực phẩm kỳ diệu vì chứa nhiều protein và ít chất béo. Các loại đồ ăn chứa nhiều đường, chất béo, bánh donut, khoai tây chiên bị hạn chế trong thực đơn của CR7. Bên cạnh đó, Ronaldo cũng nạp một lượng lớn khoáng chất và vitamin từ việc uống nước lọc, nước hoa quả. Với CR7, các loại nước ngọt có ga hay đồ uống có cồn là điều cấm kỵ. Ở Euro 2020, anh không ngần ngại bỏ các chai nước ngọt của nhà tài trợ khỏi bàn họp báo, kèm lời khuyên hãy uống nước lọc. Ronaldo đã từng khiến các đồng đội của anh phải ám ảnh bởi chế độ ăn uống của mình. Patrick Evra, đồng đội cũ của Ronaldo chia sẻ, khi Ronaldo mời bạn tới nhà để ăn trưa, tốt nhất là bạn nên từ chối. Một lần sau buổi tập, cậu ta mời tôi về nhà ăn trưa. Khi đó tôi đang rất mệt và đói bụng nên đã đồng ý. Về đến nhà, cậu ấy dọn lên một bàn toàn là rau củ, thịt gà, nước lọc và nước hoa quả. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là món khai vị và món chính sẽ được đưa ra sau, nhưng chẳng có gì được đưa ra thêm cả. Cậu ta bảo thế là xong bữa rồi. Sau đó cầm bóng và rủ tôi tập cùng. Khi đó tôi đã phát cáu lên. Đó là lý do tôi khuyên mọi người đừng bao giờ nhận lời mời dùng bữa của Ronaldo, Evra chia sẻ. Đối với Ronaldo, ăn uống là để cơ thể khỏe mạnh và khi khỏe mạnh thì sẽ thấy đồ ăn ngon. Điều này chứng tỏ rằng chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của huyền thoại người Bồ. Thay vì tham gia những cuộc vui chơi thâu đêm tại các quán bar, Ronaldo chọn nhào mình vào phòng tập. Và sự kỷ luật đó đã giúp anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Chế độ ăn uống của Kylian Mbappé. Kylian Mbappé được mệnh danh là cỗ máy hủy diệt của người Pháp bởi phong độ đỉnh cao ở những lần tham dự World Cup và Euro gần nhất. Anh được kỳ vọng kế nhiệm hai huyền thoại của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Mbappé không giấu việc mình từng thần tượng CR7 khi còn nhỏ và lấy anh làm hình mẫu phấn đấu khi còn là một cầu thủ trẻ. Chàng tuyển thủ Pháp đặc biệt quan tâm tới việc học theo thần tượng, cách chăm sóc cơ thể, vóc dáng và sức khỏe. Giống với Ronaldo, Mbappé cũng có chế độ ăn uống lành mạnh và rất ít khi ăn uống thả phanh hay nhậu nhẹt. Để khai thác hết tiềm năng cơ thể, thực đơn hàng ngày của ngôi sao người Pháp giàu carbon hydrate và protein. Cầu thủ gốc Phi này cũng có thực đơn 6 bữa một ngày như thần tượng CR7. Việc chia nhỏ các bữa ăn một ngày cùng thực đơn là các món ăn healthy giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tăng sức bền. Mbappé rút thẻ đỏ cho các sản phẩm chứa nhiều đường. Thực đơn hàng ngày của anh hầu như không có đường đơn mà thay thế bằng carbon hydrate và protein. Tiền đạo 22 tuổi cũng học theo một số bí quyết dinh dưỡng giúp duy trì phong độ của người đồng đội Messi. Mbappé bổ sung vào chế độ ăn của mình một số thực phẩm như dầu ô liu, các loại hạt, cá, cơm, các sản phẩm từ sữa và trứng. Chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công trên sân cỏ của Mbappé.
Chế độ ăn uống của Neymar. Là ngôi sao số 1 của câu lạc bộ Paris Saint-Germain, Neymar hiện cũng là thành phần chủ chốt của đội tuyển Brazil. Để đạt được thành công và phong độ trong nhiều năm thi đấu, ngoài tài năng thiên bẩm, Neymar phải tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt và đặc biệt là dinh dưỡng khoa học. Neymar tuân theo chế độ ăn rất giàu calo. 60% lượng calo của anh ấy đến từ carbon hydrate, 30% từ protein và 10% còn lại đến từ chất béo, vitamin và các chất dinh dưỡng khác. Anh ăn 3 quả trứng rán và rau chân vịt cùng phần thịt gà trắng cho bữa sáng. Tiếp theo là một cốc protein với một ít hạt hướng dương và hạnh nhân. Bữa trưa tiền đạo người Brazil dùng thịt viên gà Tây và khoai lang. Bữa ăn nhẹ buổi tối là thịt gà Tây với bơ lạc và một ít hạt hướng dương. Neymar kết thúc một ngày với món cá trắng và bắp cải luộc thái nhỏ. Thỉnh thoảng, Neymar có một ngày ăn gian khi thưởng thức món khoai tây chiên và pizza yêu thích. Chế độ ăn uống của Erling Haaland. Erling Haaland khuấy đảo giải Ngoại hạng Anh với phong độ ghi bàn ấn tượng. Đằng sau màn trình diễn đó là một chế độ ăn uống khác thường của ngôi sao người Na Uy. Trong bộ phim tài liệu Haaland quyết định quan trọng, anh đã tiết lộ chế độ ăn uống để luôn duy trì sức khỏe và tốc độ. Một trong những món ăn mà cầu thủ này ưa thích chính là tim và gan động vật. Tôi quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể mình và sử dụng thực phẩm ở địa phương. Mọi người cứ nói không nên ăn thịt vì nó không tốt, nhưng thịt nào? Thịt bạn mua ở McDonald's hay con bò được chăn thả tự nhiên, tôi thì thích ăn tim và gan, Haaland tiết lộ. Người đầu bếp đứng sau việc chuẩn bị bữa ăn cho Erling Haaland chính là cha của anh, Alfie. Ông từng là cầu thủ chuyên nghiệp và có rất nhiều kiến thức về dinh dưỡng thể thao. Huấn luyện viên Guardiola thậm chí còn nói đùa rằng muốn thuyết phục chủ tịch câu lạc bộ đưa Alfie về làm đầu bếp cho đội bóng để Man City có thêm nhiều Haaland. Theo tiến sĩ Mark Bush, chuyên gia dinh dưỡng từng làm việc tại Thế vận hội Olympics, một tay đua xe đạp hoặc vận động viên bơi lội có thể cần từ 6.000 đến 8.000 calo một ngày, tùy thuộc vào cường độ tập luyện. Trong khi đó, các bộ môn đồng đội như bóng đá và bóng rổ cần khoảng 3.500 đến 5.000 calo. Tuy nhiên, Haaland tiêu thụ khoảng 6.000 calo mỗi ngày. Anh cũng kết hợp với một số thói quen kỳ lạ như nhìn về phía mặt trời ngay khi thức dậy và lọc nước để uống. Những gì cầu thủ này làm dường như đã phát huy tác dụng. Bạn nghĩ như thế nào về chế độ ăn uống của các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới này? Chia sẻ ở bên dưới nhé! Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo!